Khái ơi, trốn ở đâu ta? Đi. Ông đang thấy đâu? Ra đây. Con cá ở đây. Đó, con cá ở đây hết đâu. Ủa, làm gì ở đó vậy? Mương đẹp ghê vậy. Mà con cái là cá trê không à? Cá trê đồng cũng tuyệt vời đúng không? Hai con cũng được gấp con mừng quá. Bữa nay không làm gì sao mà qua đây? Cá trê đã ghê. Gì? Không làm gì à? Không. Thấy chưa? Ông thấy chưa? Ngon lành cành đào. Là cái mồi ấp. Ông ủ thúi đi. Ủ mà kiểu mà nó mùi thúi thẩm thẩm. Qua đêm á, chiều ông sáng đi câu đúng không? Mà chiều ông ủ đi. Chiều ông ủ bắt đầu cho nó có mùi dậy, mùi gọi là mùi hơi thẩm thẩm á. Là ông bỏ xuống là quất, bỏ xuống có cái tre là nó xuống là quất. Trời ơi, mương đã ghê thôi. Tre đồng đàng hoàng nha, không cần nha. Cái này tre đồng chứ. Tre đồng. Ê, ba con kem một con đi ha. Thì để nó chiều lỡ câu được nhiều tí nữa. Không, bây giờ về em ăn luôn. Hả? Em ăn luôn. Kho tổ em ăn cơm. Với lại cái này biết sao không? Cái mương này nó nước dơ á, cá nó hơi bị bệnh tí xíu mà ông ăn sao được. Nhét vô mồm hết bồ lon con tán ăn không được thôi. Vô cho má đi. Em kể anh một cái câu chuyện nghe hay lắm nè anh Khải. Đừng có nói. Không, cái cớ nghe. Cái lịch sử tiền sử của cá chê là nó thân với con người cái đó biết không? Làm sao? Ý là thân với người. Nếu mà em nói anh sẽ giật mình nè. Trong cá chê này nó có một khuôn mặt của con người mà anh không biết. Nó có mặt ông của người. Ông đừng có hù dọa tôi, để rồi ông lấy về ông ăn, tôi không dám ăn. Em nói thiệt á nha. Ngày xưa á, mộ ta hay chôn ngoài ruộng ngoài đồng á, khi mà người ta hốt cốt lên á, đa số toàn nguyên ổ cá chê gì đó không. Tại sao chỉ có cá chê nó mới chui đó? Cá lóc, cá rô, dạng cá rô nó trên cạn nè, nó lướt ghê lắm nha. Cá lóc nó cũng đi vượt cạn ghê đó nè. Tại sao nó không xuống dưới đó mà chỉ có mình cá chê thôi? Tại sao? Là ngày xưa là người ta không có chôn tập trung đúng không? Ừ. Ta chôn ở ruộng ở đồng đúng không? Toàn là cá chê không mà không có cá lóc, không có cá rô mà chỉ đúng cá chê thôi. Tại sao cá chê nó lại như vậy? Phải có lý do của nó. Thì nó hay ở sình, cá chê ở sình. Không. Cá lóc cũng ở sình. Cá lóc cũng chú sình mà, mình đụng nó bắt đầu cá lóc chú sình hết mà. Đúng. Ủa là tại vì nó có liên quan đến người. Cái bản chất của nó nó đã có mặt người trong đó rồi, cho nên á nó mới luôn luôn vô mộ, nó ở trong đó. Là có người mà chôn xuống đó là nó vô nó ở. Đúng. Chỉ đúng cá chê dở thôi. Biết tại sao em nói không? Sao vậy? Trên người cá chê nó có một cái khuôn mặt. Người. Mặt người. Sao quần nó không thận, nó chuyện cái phi lý vậy? Vì nó có mặt người á cho nên nó thích vô mấy cái mộ hốt cốt á. Nó ở trong đó. Phải không đó? Để em chỉ cho nè. Để tôi đi đổ chi? Đổ chi? Cái gì nó của người ta, hình người sao ăn? Em nói về cái lịch sử của nó. Đây là dạng con cháu rồi. Nó vẫn còn cái mặt người nhưng ăn ít nhái, nó không ăn ấy đâu. Hay là con cháu rồi. Nó vẫn còn cái mục di truyền của nó. Cái gì cũng có tiểu sử của nó mà. Là sao? Bây giờ nha. Em sẽ cho anh thấy cái mặt người trong con cá chê. Anh cầm con cá chê đây. Đúng không? Con này mới câu được nè. Đúng. Nhưng mà cái nước này hơi dơ tí là nó bị có gọi là bị gì đó. Nắm da đó. Dơ không dơ cũng không quan trọng bây giờ nha. Tại sao? Anh cầm cái này đúng không? Anh để ý kỹ nè. Ngay phía dưới này của nó nè. Cái con cá chê mà nó phình cái mang lên á là nó ra được cái mặt người. Đúng rồi nè, y chát luôn nè. Khi mà nó phình cái mang ra cái mặt người luôn, thấy không? Đù, cái miệng đó. Nó ở dưới kìa. Đó. Khi mà nó thở cái mang là nó sẽ lòi ra một cái mặt người, hình người rõ ràng. Đó, mặt ra là hình người nè. Phía trên đây nó có một cái hõm vô, hình mõm vô nè. Có chân mày nè, hình con mắt nè. Đó, hai bên này là hai cái tay của nó nè. Đó, khi mà chúng ta để đứng như thế này là nó lòi ra một cái hình người, chúng ta nhìn thấy rõ rệt luôn. Nhưng nó mà giật giật mạnh là tôi thấy rõ hơn. Đúng, nó giật mạnh chúng ta sẽ lòi ra một cái hình người thấy rõ hơn. Đó, cho nên trong Tôn Ngộ Không nó mới có người cá chê. Cái gì đó, cá chê. Cá chê trong Tôn Ngộ Không đó. Rồi đúng, cá chê trắng cá đen á. Đúng, cá chê trắng cá đen đó. Tại sao cái nhà sản xuất không làm cá lóc trắng cá lóc đen, cá rô trắng cá rô đen lại làm cá chê trắng cá chê đen? Ta chọn cá chê tại vì ngày xưa người ta đã biết được khi con cá chê nó đứng lên là sẽ lòi ra mặt người, cho nên người ta mới lấy con cá chê á vô trong chuyện Tôn Ngộ Không để làm yêu tinh.
Đúng không? Cái gì nó cũng có lý do cho nên người ta mới mang vô phim, chứ không phải tự nhiên người ta không mang vô phim đâu. Cá lóc, cá chê, cá rô, cá sạch thì ta không mang, ta mang đúng cá chê. Đó, nguyên nhân là như vậy. Tôi không biết à. Cái này tôi giao cho ông, tôi không biết à. Đó, ok. Tôi đi về đây. Đó, đây là nguyên nhân không tin, mọi người cứ cá chê về mọi người lật ngửa lên là thấy ok nha. Đó, trong truyền thuyết, trong Tây Du Ký người ta cũng làm như vậy đó. Thôi, tôi mang về tôi nấu rồi đã.